À, vâng, em xin chào quý vị. Hôm nay em test cái đôi chép Dom Onkyo mã là TVK3195A. Cho anh khách ở thành phố Hồ Chí Minh đặt hàng có đôi này nhé. Đấy. Ok nhá. Là này ok này. Tiếp mấy con này. Ok nhá, test nó chạy ok nhá. Đấy, về anh nhớ đấu qua tụ tiết cho em đầy đủ nhá. Còn đâu là cái này là công suất có 25W, anh cân cân đối làm sao cho hợp lý nhá. Đến lúc mà vặn to quá nó chết cái tép này thì là em không chịu nhiệm đâu, nó thẳng ra là các cái tép này chết thì vứt sư đi mua cái tép mới cho nó nhanh. Đấy, bây giờ đi cả cái đôi tép 500.000 xong rồi là sửa hết cũng 300-400 thì thôi, vứt quách cứ đi cho nó nhanh đúng không ạ. Đấy nhá, thì mua đôi mới luôn cho này. Đấy, tép chạy ok này, em bàn giao ở đây cho anh là chạy ok nhá. Và trong clip kia em cũng có nói rồi, những cái tép này là tép rất là ít tiền, em bán là toàn tép bãi, tép cũ thôi, em không bảo hành các cái tép này. Và em chỉ biết là em bàn giao cho anh ở đây là nó sống ngon lành, về các anh mà làm cháy làm hỏng thì là cách chịu trách nhiệm nhá. Vâng, đấy, đấy ok nhá, hai tép mà chạy ok này. Bây giờ em sẽ đóng hàng gửi về trong thành phố Hồ Chí Minh cho anh nhá. Vâng.